Chào cả nhà, hôm nay Thi Văn Vlog lại mang quà lên cúng dường thầy Thích Tâm Phúc ở chùa Bằng Pháp Trung ương. Mời cả nhà theo dõi nha. Quý thái là mình rửa nó không bị đen á thầy. Đen phải không? Rồi. Lúc nào nó cũng trong suốt. Rồi, quá tuyệt vời. Ba thùng thì mỗi thùng là 6 ly. Giờ thầy coi coi nha, kiểm tra lại hàng chất lượng cao nha. Đó, đây là gì? Mỗi hộp là 6 ly. Đây, 6 ly đây, chúng ta coi ly mấy cái này giống ly thầy luôn. Nè, cùng loại. Thái Lan. Đi tới rồi tốt. Được thùng 6, 3, 6, 18 ly. Đúng rồi thầy. Đó, đây. Thì Thi Vân Vlog cúng dường cho thầy 3 hộp ly để thầy có pha cà phê, đá chanh cho Phật tử uống. Đúng rồi, thầy hướng công đức. Dạ. Rồi, thầy cũng chúc kênh YouTube Thi Vân Vlog và kênh Japan Nguyễn Vlog được hạnh phúc, an lạc, giải thoát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Chúc phúc cho gia đình được mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý muốn, làm ăn thì phát lộc phát tài, phát triển thành công trên nhiều lĩnh vực và đi đâu cũng có người yêu mến. Xưa đã trải qua nhiều đau khổ gian nan vất vả thì thời này thế giờ thời đã bình, thì làm sao cho gia đình lúc nào cũng ấm no, cơm áo mặc không thiếu thứ gì, tiền thì đầy túi, vàng thì đầy kho, xe hơi nhà lầu và con cái được đoàn tụ và đầy đủ niềm vui nhất khi mà mình có ước mơ riêng nữa. Thầy không biết chút sao thầy chưa biết ước mơ hết được, chỉ có chính mình. Thầy chúc cho gia đình mạnh khỏe. Hôm nay sáng nay thì hai kênh Phi Văn Vlog và Gia Ben Nguyễn được thành công và nhiều like nhất, và mỗi người phải like cho hai đệ tử thầy cho có từ ngày 1000 view. Cảm ơn thầy. Thầy chúc hay quá. Rồi, bây giờ thầy hỏi bữa đó thầy mua gói, cái bữa sau ủng hộ cho thầy 10 cái áo gói đúng không? Cái hồi tối này thầy đang tụng kinh, cái đến chờ đợi ra cái rồi giao cho thầy không có giao cho thầy 30 cái gói hết 900 và 30 áo gói hay là 300 nữa là 1,2 triệu. Cái điện hoài không đợi, hoài không có người mua mà không trả tiền. Cái hỏi gửi đây giờ bắt thầy lãnh đâu 1,2 triệu, 1,2 triệu thì gói đó là đủ tết rồi, nhưng mà giờ mình không mua mà anh đem lãnh giao và tiền đâu trả, nên giờ vẫn để đóng thân khấu 30 cái gói và 30 cái áo gói. Thôi thầy nói vậy thì anh em YouTube người chút phụ thầy. Thầy ai biết người nào đó tự nhiên. Thì mấy anh em ở đây nè. Đó 1,2 triệu. Rồi hôm sáng nay người đợi hô cúng dường 1 triệu cũng không thấy luôn. Sáng giờ không có luôn mà ai đâu cúng. Hôm qua điện cấp buổi còn không tới, giờ làm gì có ló đầu ra. Này thầy nói mai mốt có nhiều cái hàng hôm Tết, hôm mà dịch á 50 đến 80 cứ kêu bận gì bơm hàng cứ giao thầy nói lúc đâu có đặt cái gì, giờ đồ ăn khớp đầy mà tủ lạnh làm gì có mua đặt hàng cái gì đâu. Cái thầy không mua hôm Tết là quá trời họ chửi thầy không hên, là rất may mắn không bao giờ thầy sử dụng điện thoại và không nghe điện thoại đỡ bị chửi. Đó là vậy, là giờ đang ứ hàng, còn thêm nữa, còn một món hàng nữa mà thầy nói ủa đâu có đặt đâu mà giao, thầy nói giao chừng nào trả tiền thầy lấy cái tiền thầy không lấy. Rồi vậy thôi, thầy chúc cho gia đình mạnh khỏe hen. Bây giờ làm sao mấy anh em nào đóng góp cho thầy đỡ, thôi mua lên lỡ rồi mua luôn có 1,2 triệu à, mà 30 cái gói rẻ đó, chứ cái gói mua thường 50 tới 100 ngàn cao. Bây giờ sáu anh em người 200 vậy đi. Nhanh lẹ gọn lẹ. Sao các con run tay, không lẽ có 200 mà đau khổ sao? Rồi. Người 200 giúp thầy đi. Thì 7 người chia ra. Mỗi người chút. Em sẵn clip lấy 200 đưa thầy luôn đi. Người đầu tiên. Dạ lại rồi. Nay 35 rồi. Rồi mà cái hồi tối. Trời ơi, thầy nói là em hết hồn, em tưởng 10 cái gói, 10 áo gói cũng
vừa bị mất nữa chứ. Ai không mất. Đưa đưa lại đưa thầy đi anh quay luôn. Mấy người đưa dao dao mà dao. Đó thầy, người 200 nha, giờ con ủng hộ trước nha. Ừ. Mấy hàng trước đó. Mấy hàng trước còn mấy bạn kia tự tốt. Rồi đưa đưa trực tiếp luôn đi. Ở để đó lắc qua đừng quên nha. Đây. Coi như là cái tiền áo gối mà người ta giao cho thầy á, thầy còn đang mắc nợ đó. Giờ thì bên Vlog đi ra băng Nguyễn thì lắp cũng 200 nè. Giúp bên Vlog 100, vợ là Phi Vân 100, Vlog 100 người chia ra của gì? Đồng đều đồng đều. Của vợ công chồng, của chồng công vợ, người 100 hai tay. Thầy cho em được. Nói chút xíu thầy, coi như là số gói này thì thầy có nói với em hôm bữa trước á, là thầy mua để cho Phật tử đồ á, tới á, để có mà nằm. Đúng rồi. Thì nói chung là bây giờ cũng kêu gọi anh em YouTube á, mỗi người chung tay một chút. Còn mưa còn phải mấy chục cái mền nữa thì cái này thì cho qua, còn mền là tết cũng phải có mền thì, thầy chỉ có nói chung là thầy thì đó mới mốt mình nói rồi giờ ủng hộ thêm 30 hay 50 cái mền nữa thì thầy giờ đâu có làm gì ra tiền đâu. Đúng rồi đó đó thì đó. Nói chung là cái này thì mình bị vô bị ép. Còn giờ tết thì cũng cần 30 đến 50 cái mền để khách tới học lại tối ngủ lạnh rồi hai nước kín đáo nữa rồi tối ngủ biết đâu lăn tụt hết rồi, nhất là mấy người cầm chi bằng xà lông quán sao không đó lát ngủ vỡ lên hết đó là phải có cái mền chính đáng.